ba trận thủy chiến nổi tiếng trên sông Mạch Đằng. 1. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938 Vào năm 907, nhà đường ở Trung Quốc sụp đổ. Các tập đoàn phong kiến quân phiệt phương Bắc vừa thôn tính tiêu diệt nhau đẫm máu, vừa tận dụng mọi cơ hội bành trướng xâm lược ra bên ngoài. Vua Nam Hán là Lưu Nghiễm, sau đổi là Lưu Cung, đã đặt tên nước là Đại Hán, với tham vọng kế tục mộng bành trướng của đế chế Đại Hán hồi đầu công nguyên. Hướng bành trướng chủ yếu của Nam Hán là phương Nam nhằm vào đất nước ta, một đất nước giàu có và giữ vị trí trọng yếu của vùng Đông Nam Á, lại vừa qua hơn 1.000 năm bắc thuộc. Thực hiện mộng bành trướng đó, năm 930, vua Nam Hán đã mở cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ nhất. Chúng đã đánh bại được chính quyền họ Khúc, chiếm được phủ thành Đại La. Năm 931, một tướng của họ khúc là Dương Đình Nghệ đã giấy quân từ châu Ái, nhanh chóng quét sạch quân giặc ra khỏi nước nhà, giành lại chủ quyền dân tộc. Năm 937, Dương Đình Nghệ bị nha tướng Kiều Công Tiễn giết hại để cướp ngôi tiết độ sứ, gây nên sự căm phẫn trong các vị hào trưởng và nhân dân. Tháng 10 năm 938, Ngô Quyền tập hợp lực lượng đem quân ra đánh Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu vua Nam Hán. Nhân thời cơ đó, Nam Hán phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Lần này, vua Nam Hán sai con trai là thái tử Giao Phương Lưu Hoàng Tháo, thống lĩnh quân thủy vượt biển tiến vào nước ta. Vua Nam Hán cũng đích thân đem quân áp sát biên giới để yểm trợ, gây thanh thế cho con và sẵn sàng tiếp ứng khi cần thiết. Đất nước Lâm Huy Ngô Quyền huy động nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến trên cơ sở phát huy sức mạnh đoàn kết và khí thế độc lập của dân phân tích và đánh giá chỗ mạnh, chỗ yếu của ta, của địch, đồng thời khảo sát địa thế sông Mạch Đằng. Ngô Quyền lợi dụng địa hình thiên nhiên để ém quân mai phục, kết hợp hoàn hảo giữa bộ binh với thủy binh và lập kế sách dựa vào thủy triều để đánh giặc. Ngay tại vùng cửa sông, Ngô Quyền đã huy động hàng nghìn binh sĩ và nhân dân địa phương xây dựng trận địa cọc. Hơn 3.000 cây gỗ được vót nhọn, bịt sắt rồi đóng xuống lòng sông trên một quãng dài ba dặm ông bố trí trận đánh dựa vào tình hình thủy triều khi thủy triều lên dụ quân địch tiến vào và đợi thủy triều rút xuống cho thuyền địch mắc cạn mới giao chiến ngô quyền trực tiếp chỉ huy quân mai phục sẵn ở phía trong bãi cọc giấu quân trong các nhánh sông và bên hữu ngạn sông bạch đằng khi cả binh đoàn thuyền lớn của hoàng tháo ao ao vượt cửa biển an bang tiến vào cửa ngõ bạch đằng đúng lúc nước triều đang dâng cao ngô quyền cho một đội thuyền nhẹ dưới quyền chỉ huy của người thanh niên gia viện hải phòng là nguyễn tất tố giỏi bơi lội và quen thuộc sông nước được giao nhiệm vụ khiêu chiến nhờ địch vượt qua bãi cọc, dẫn thân vào cạm bẫy mai phục bên trong của ta lúc thủy triều lên to ngập trận địa cọc bộ phận này giả thua rút chạy nhờ địch vào trận địa đúng lúc đúng chỗ tướng hoàng tháo kiêu ngạo thúc đại quân đuổi gấp chúng kế mắc mưu vượt qua bãi cọc ngầm đợi thủy triều xuống ngô quyền mới cho quân mai phục đổ ra bao vây thuyền địch thuyền địch va vào cọc nhọn bịt sắt bị đâm thủng chìm đắm gần hết quân chết đuối quá nửa hoàng tháo bị giáo đâm lăn xuống nước chết tại trận quân ta giết và bắt sống hầu hết quân nam hán thời gian trận đánh chỉ diễn ra trong phạm vi một ngày chiến thắng bạch đằng nhanh gọn bất ngờ đến mức vua nam hán đang cầm quân tiếp ứng đóng ở biên giới mà không kịp trở tay đối phó hắn kinh hoàng khủng khiếp, đành thương khóc thu nhặt quân còn sót lại mà rút lui, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, và đem dư chúng quay trở lại, theo Ngũ Đại Sử Ký. Sau thất bại thảm hại đó, vua Nam Hán bỏ hàn mộng xâm lược nước ta. Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, xưng là Ngô Phương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa, tức Đông Anh, Hà Nội ngày nay. Trong thế trận của Ngô Quyền, trận địa mai phục bên trong bãi cọc giữ vai trò quyết định, chặn đứng đoàn thuyền địch và giáng cho chúng một đòn tiêu diệt bất ngờ nặng nề. Trận địa cọc giữ vai trò quan trọng, khóa đường tháo chạy của chiến thuyền địch và bao vây tiêu diệt triệt để quân giặc. Sự phối hợp giữa hai trận địa chứng tỏ quyết tâm chiến lược của Ngô Quyền là phe này không chỉ đánh bại quân giặc mà còn bao vây tiêu diệt toàn bộ binh thuyền của giặc, giành thắng lợi oanh liệt, đập tan mộng xâm lược bành trướng của triều Nam Hán. Trận địa cọc là một nét độc đáo của trận Bạch đằng, cũng là một sáng tạo rất sớm trong nghệ thuật quân sự Việt Nam mà người khởi xướng là Ngô Quyền. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã ghi vào lịch sử dân tộc nói chung và lịch sử chống ngoại xâm nói riêng như một sự kiện trọng đại, có vị trí và ý nghĩa lịch sử hết sức lớn lao. Đại thắng Bạch Đằng năm 938 là một chiến công trói lọi, chấm dứt nền thống trị hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra một kỷ nguyên độc lập lâu dài cho dân tộc Việt Nam. Ngô Quyền, người anh hùng của chiến thắng oanh liệt trên sông Bạch Đằng năm 938, trở thành vị vua có công tái tạo vua của các vua, theo như nhận định của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Ông xứng đáng với danh hiệu vị tổ trung hưng của dân tộc, như nhà yêu nước Phan Bội Châu lần đầu tiên đã nêu lên trong Việt Nam Quốc Sử Khảo. Trận thứ hai Lê Đại Hành và chiến thắng Bạch Đằng năm 981. Sau trận chiến lấy lừng của Ngô Quyền năm 938, đến năm 981, tại con sông huyền thoại này đã diễn ra trận kỳ chiến thứ hai của nhà cầm quân tài ba là vua Lê Đại Hành. Thắng lợi vẻ vang của quân và dân ta sau cuộc chiến này khiến Đại Tống phải chấp nhận xuống nước và chính thức thừa nhận vua Lê Đại Hành cai trị Đại Cổ Việt. Hoàng đế Lê Đại Hành, tên húy là Lê Hoàn, sinh năm 1941 tại làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ lại mang tướng mạo khác thường, nên viên quan án sát họ Lê đã nhận ông về nuôi dưỡng. Lớn lên, theo giúp Đinh Liễn, con trai trường của vua Đinh Tiên Hoàng. Vốn là người trí dũng, tướng quân Lê Hoàn được vua Đinh Tiên Hoàng giao quyền thống soái hàng chục nghìn quân. Năm 971, ông được sắc phong phẩm hàm võ quan cao nhất là thập đạo tướng quân Điện tiền đâu chỉ huy sứ của triều nhà Đinh. Cuối năm 979, Vũ Đinh Tiên Hoàng và Thế tử Đinh Liễn bị ám sát, còn thứ là Đinh Toàn mới 5 tuổi lên nối ngôi, triều đình nhà Đinh suy yếu. Nhân cơ hội này, nhà Tống giáo diết tập trung minh lực chuẩn bị xâm lược nước ta. Đứng trước vận mệnh nguy nan của đất nước, triều đình đã suy tôn Lê Hoàn làm vua, tức vua Lê Đại Hành, lập ra nhà Tiền Lê vào năm 980 ông đặt niên hiệu là Thiên Phúc, quốc hiệu vẫn là Đại Cổ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, ổn định tình hình nội bộ rồi chưa quân phòng giữ những nơi hiểm yếu. Nhà Tống lấy cớ vua Lê Hoàn tự xưng đế đổi niên hiệu để đem quân thôn tính nước ta. Mùa xuân năm 981, bốn vạn quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo hai đường thủy bộ đánh chiếm nước ta. Hoàng đế Lê Đại Hành thân trinh làm tướng cầm quân cho xây thành bình lỗ, sai quân sĩ đóng cọc ngăn sông dựa vào địa thế hiểm trở của sông Bạch Đằng. Sau hơn hai tháng tiến đánh, không chiếm được Đại La và Kinh Đô Hoa Lư, quân địch lúng túng vì chịu nhiều tổn thất nặng nề. Vua Lê Đại Hành quyết định phản công. Ngày 28 tháng 4 năm 981, trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng diễn ra. Lê Đại Hành cho một cánh quân ra khiêu chiến với quân địch. Hầu Nhân Bảo trúng kế, đuổi theo và lọt vào trận địa mai phục. Lúc này, các chiến binh đại cổ Việt từ khắp các nẻo đường đổ về sông Bạch Đằng vây đánh quân Tống quyết liệt. Hầu Nhân Bảo bị giết chết. Nghe tin thủy quân thua trận, các cánh quân khác vội vã tháo chạy, bị quân đại cổ Việt truy kích tiêu diệt quá nửa. Quân Tống bị quét sạch khỏi bờ cõi nước ta. Đại thắng Bạch Đằng năm 981 khiến nhà Tống phải kính nể tài năng và bản lĩnh của Lê Đại Hành xuống nước công nhận ông là vua của đại cổ Việt đền Tràng Kinh vọng đế là nơi tôn thờ thập đạo tướng quân hoàng đế lê đại hành là người có công to lớn trong tổ chức và giành chiến thắng bạch đằng lần thứ hai năm 981 cũng là người có công đánh tống bình chiêm xây dựng đại cổ việt hùng mạnh đứng bên đại hán tại đền thờ lê đại hành có câu thơ ca ngợi công lao to lớn của ngài rằng đánh đâu được đó khởi tiền lê nội loạn ngoại xâm vốn bộn bề chém chúa chiêm thành yên xã tắc, diệt quân triều tống ấm làng quê. Sử sách còn ghi về chiến công lẫy lừng của trận bạch đằng lần thứ hai do đích thân hoàng đế Lê Đại Hành cầm quân ra trận. Trong 92 ngày đêm, 6 trận đánh lớn đã diễn ra trong trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng ngày 28 tháng 4 năm 1981. Một trận địa cọc lớn đã được thực hiện. Lê Đại Hành còn khôn khéo dùng kế trá hàng giết chết chủ tướng Hầu Nhân Bảo, tiêu diệt hoàn toàn quân Tống kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống tống lần thứ nhất, bảo toàn độc lập cho Đại Cổ Việt. Trận thứ ba, Bạch Đằng năm 1288, trận thủy chiến chấn động thế giới. Dòng Bạch Đằng Giang lần thứ ba đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta là vào năm 1288, với chiến công của hưng đạo phương Trần Quốc Tuấn trước quân Nguyên Mông. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, mùa xuân năm 1287, Thoát Hoan, con trai hốt tất liệt, thêm một lần nữa mang 50 vạn quân, một số tài liệu ghi 30 hoặc 35 vạn, tái xâm lược nước ta, viện cớ đưa Trần Ích Tắc về làm An Nam Quốc Vương. Từ bài học sau hai lần thất bại trước đó, Hồ Tân Liệt nhận ra rằng khó khăn lớn nhất của quân Nguyên là lương thực. Vua Nguyên đã cử Trương Văn Hổ dẫn đoàn thuyền lương di chuyển bằng đường biển để tiến vào nước ta tiếp ứng cho thoát hoàn. Kế hoạch của chúng nhanh chóng thất bại khi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ bị tướng Trần Khánh Dư đánh chìm ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Sức cùng lực kiệt, thiếu lương thực và binh lính nản lòng, thoát Hoàn quyết định rút quân về nước. Trần Quốc Tuấn, bậc tướng cột đá chống trời, hội tụ cả tài lẫn đức và trong cả ba lần đánh quân Nguyên Mông, đích thân ông đã đến vùng đất Tràng Kênh và các làng xã lân cận để bày binh bố trận. Đoán được âm mưu của giặc, Hưng Đạo Phương đã sai Nguyễn Khoái dẫn quân lèn qua đường tắt lên mé thượng lưu sông Bạch Đằng, chặt gỗ, đẽo nhọn đầu, bịt sắt. Một số tài liệu cho rằng cọc lần này không bịt sắt. Đóng trên sông rồi đặt phục binh chờ đợi đến lúc thủy triều lên thì đem thuyền ra khiêu chiến. Tướng quân Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thế Nghĩa dẫn quân mai phục ở ải nội bàng Lạng Sơn chờ quân bộ của thoát hoan đến. Sáng ngày 9 tháng 4 năm 1288, khi đoàn thuyền của Ô Mãi Nhi tiến vào sông Mạnh Đằng nhân lúc nước lớn, tướng Nguyễn Khoái dẫn thuyền chiến từ bờ sông ra khiêu chiến, rồi giả thu bỏ chạy. Chúng kế, thuyền giặc di chuyển vào sâu bên trong sông Bạch Đằng, tiến vào bãi cọc. Quân ta đợi cho thủy chiều xuống mới quay thuyền lại và đánh thẳng vào đội hình địch. Thủy quân Đại Việt từ các hướng nhanh chóng tiến ra sông Bạch Đằng, với hàng trăm chiến thuyền cùng quân lính, tạo thành một giải thuyền chạm đầu thuyền địch ngang trên sông. Quân Nguyên Mông bị mắc kẹt, tổn thất nặng nề nhiều chiến thuyền bị cháy rụi và đâm phải cọc nhọn. Một số cánh quân nguyên bỏ thuyền chạy lên bờ sông để tìm đường trốn chạy, nhưng đều rơi vào ổ phục kích của quân nhà Trần bị chặn đánh kịch liệt. Chỉ trong vòng một ngày, hơn 600 chiến thuyền và khoảng 6 vạn quân địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân dân nhà Trần đại thắng. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã kinh động thế giới, bởi lúc bây giờ đế quốc Mông Cổ đang là nỗi khiếp sợ của rất nhiều quốc gia. Đây là đỉnh cao trói lọi của sức mạnh và nghệ thuật quân sự của quân dân Đại Việt thế kỷ thứ 13. Trận đánh này cũng chứng tỏ nhãn quan chiến thuật quân sự của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vị chỉ huy xuất sắc của cả bộ lẫn thủy binh. Ông là vị anh hùng kiệt xuất, nhà chiến lược lỗi lạc của dân tộc ta. Ông không chỉ được nhân dân Việt Nam tôn thờ như một bậc thánh nhân, mà còn được thế giới công nhận là một trong 10 vị tướng giỏi nhất mọi thời đại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe góc sử ký xin chào và hẹn gặp lại